Trên chợ đầu mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý hàng và quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này sẽ cập nhật một số giá cả hàng nông sản có mặt tại chợ đầu mối Hóc Môn hôm nay. Hôm nay là mình giới thiệu với các bạn là dựa Thần Phong, dựa của anh Thần Phong. Đây là số điện thoại của anh, số điện thoại mua hàng của ảnh thì chút nữa mình ghi lên cái video. Quý vị thấy cái mặt hàng mình sẽ cập nhật sau đây mà thấy mình mua về để mình kinh doanh thì tới ủng hộ anh Phong mà liên lạc cái số điện thoại mình có ghi ở trên màn hình video nha quý vị. Chợ Thuận Phong này thì nằm ở trên đường Nguyễn Thị Sóc, mặt tiền đường Nguyễn Thị Sóc, bán rất là nhiều đồ quý vị, bán sỉ có, bán lẻ có. Bắp cải hôm nay 11.000 đồng một ký nha quý vị. Đó, bắp cải sạch vậy nè, bắp cải sạch đẹp vậy nè là 11.000 đồng một ký. Điều này mua về bán rất là tiện lợi nha quý vị, tại vì nó đều, nó không có cái lớn cái nhỏ. 11.000 đồng một ký cải bắp. Cải bắp Thảo cũng 11.000 đồng nha quý vị. Đó, cải bắp Thảo của anh 11.000 đồng một ký. Khoai lang tây, khoai lang tây 15.000 đồng một ký quý vị. Cà chua, cà chua này rất đẹp nha quý vị, 16.000 đồng một ký. Hôm Tết là loại cà chua này là 450 không nha quý vị, bây giờ còn có 16.000 đồng một ký. Có làm ăn với anh Tư Phong thì số điện thoại mình ghi trên màn hình video đó quý vị. Quý vị đọc cái số điện thoại đó, ghi số điện thoại đó, nếu mà có làm ăn với ảnh thì cứ gọi số điện thoại mình ghi ở cái màn hình video. Đây là anh có bán chanh không hạt, chanh Đà Lạt đó nha quý vị. Chanh không hạt, chanh không hạt đó, cái loại đẹp đó thì 201 một bịch nha quý vị. Loại xấu thì 140 bịch. Bịch thì 10 kg quý vị. Chanh Đà Lạt loại tốt 140. Loại xấu có 80.000 thôi nha quý vị. Chanh không hạt này như chanh Đà Lạt đây. Đây anh có bán hành Ấn Độ nha quý vị. Hành Ấn Độ một bao như vậy nè. Là 130.000 một bao. Hành tây. Hành tây đây anh bán rất là nhiều quý vị. Đây là anh chiên ngon quá, hành tây, tỏi. Hành tây á một bao như vậy là loại đẹp này á là 220.000 một bao. Tỏi, tỏi này 5 kg 150.000 nha quý vị. Rất là đẹp. Khách hàng mà có kinh doanh về mặt hàng này là mua
ủng hộ anh Phong. Không, cảm ơn quý vị rất là nhiều nha quý vị. Ở đây anh có bán cải trắng, cải đỏ nha quý vị. Cải trắng, cải đỏ, cải chua, măng chua anh có bán luôn nha quý vị. Đây là cải trắng. Cải trắng 40.000 đồng 5 kg một bịch. Đây là khách hàng. Đây khách hàng anh vô mua quý vị. Bây giờ là 2 giờ sáng nha quý vị. Có bạn hàng đi mua. Cải đỏ 75.000 5 kg. Đắt. Đắt 16 đến 20.000 đồng ký nha quý vị. Sáng nay anh em mình chốt đây. Không có bán củ riền nữa. Riền 25, nghệ 20. Chấp nhiệm. Này ở Ba Tri. Cà chua rất là đẹp. Ớt hiểm 22, ớt 30, tri 35.000. Cải chua một bịch 10.000, bịch 1 ký. Này mua đem về đâu bán? Hồng Bà Lát. Cầu Bà Lát đó là Vĩnh Lộc. Vĩnh Lộc à, Vĩnh Lộc 3 hay ta? Bên về trên nữa hả? Còn đây còn Vĩnh Lộc A phải không? Cầu Bà Lát Vĩnh Lộc A phải không? Đây anh chở bà xã anh đi mua hàng về bán. Cà này rẻ chứ hôm bữa 40-50.000 ký rồi đó, Tết đó. Đây ở đường Nguyễn Thị Sóc rất là dễ tìm. Chạy qua chợ Hóc Môn, mé tay chạy qua chợ Đầu Mối Hóc Môn, mé tay trái là giữa Tư Phong nha quý vị. Nào quý vị sẽ thấy cái giữa Tư Phong. Thuận Phong. Đây là số điện thoại. Chị mua ta. Đây. Chồng dễ chở đi về đây. Bên đây là bán xài cá Hòa Lộc. Kế bên anh này bán xài cá Hòa Lộc rất là đẹp luôn. Có xài cá Hòa Lộc luôn mà bao nhiêu tiền ký mình không biết. Cái này giữ kế bên.
Ủa, cá được có duyên không? Cá này làm như giống như không thấy trái xoài mà nó mọc đâu cho trái xoài như trái sung. Một ngàn loại nào cũng như rứa. Em bán luôn. Được, có cái là bắp nào cũng đều đều nhau á, dễ bán này, mình bán lẻ là ngon nè. Chứ cái mà bự quá, cá nhỏ quá sao bán lẻ này á, mặn sắc và lựa đều đều này là không à, tư phong mà chiên rồi bán biết bao nhiêu. Anh lựa bao bắp rồi anh đều. Hành tây chú ơi. Ăn hành tây không ơi. Đây khách hàng mua hành tây quá vậy. Còn hành tây còn. Cái bắp này chứ nhỏ mà ăn chắc nè. Đó. Ê, à, cái bắp lớn này chứ ngon nè. À, cái thứ nó ngon nó mới chạy quá vậy, còn sống. Chắc không, chắc nụi phải không đó. Cái dưới nè, cái bên gốc á chị, cái bên gốc á ngon đó. Đó ta bạn hàng mà mình còn tham mưu cho bạn hàng nữa, không biết mình nói đúng không quý vị, đừng rầy quý vị. Như chắc sao? Đúng rồi, có người mẫu. Đúng rồi. Để khi nào YouTube trả tiền mình á, mình phải trả tiền cho mấy người làm người mẫu cho mình. Đều phải làm liền phải không? Đây khách của anh nữa, anh bán cái giá nó cũng nói người ta kinh doanh được ta mới lại, người ta mua nhiều giống cái gì chứ chợ đầu mối Hóc Môn thì nó nói gì, đồ thì ai cũng như ai, gần như chỗ nào cũng như chỗ đó, mà có cái là mình bán nó trên lệch giá chút xíu là người ta biết rồi. Rất lịch bịch luôn. Kêu vợ ra phụ. Nếu quý hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Chào tạm biệt, bye bye.